Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng nhau khám phá những diễn biến tiếp theo của tập 22 bộ phim Lửa Ấm. Bước sang tập 22 này, gia đình của Minh lại càng trở nên rối ren hơn khi mà Ngọc tiến thêm một bước nữa. Không hiểu là duyên phận trớ trêu thế nào mà Ngọc lại bị kẹt ở cầu thang máy, mà người đến giải cứu lại là Minh, khiến cho Ngọc lại càng có cơ hội gần gũi và chăm sóc Minh nhiều hơn. Với sự khéo léo và dịu dàng của Ngọc thì làm Minh thực sự là khó cưỡng, nhất là trước đây họ đã từng yêu nhau. Đúng là tình cũ không rủ mà tới. Nhân cơ hội này, Ngọc lại nhắc lại chuyện xưa. Dù Minh có cứng rắn đến đâu thì cũng phải mềm lòng trước Ngọc. Trong khi đó, ở nhà, bà Mai, mẹ của Minh, lục hết giấy tờ từ giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng Minh đến giấy khai sinh của Quang ra đối chiếu. Bà gọi Mai Anh, em của Minh về và bỏ hết giấy tờ ra đối chiếu cho Mai Anh xem. Bà phát hiện ra rằng là vợ chồng Minh đăng ký kết hôn mới được 7 tháng mà đã sinh ra Quang. Nên nghi ngờ của bà về Quang không phải là con ruột của Minh càng được củng cố nhiều hơn. Nên gia đình của Minh có nguy cơ tan vỡ là rất lớn. Chỉ có Mai Anh là người sáng suốt hơn cả. Cô không đứng về phía bà Mai, mà Mai Anh phản đối quyết liệt. Bởi những chiêu trò của Ngọc thì không qua nổi mắt được của cô. Mai Anh nói với bà Mai rằng cô sẽ tìm Ngọc để trừng trị, vì từ khi Ngọc xuất hiện đã làm cho gia đình của cô đảo lộn sinh hoạt rồi nghi kỵ lẫn nhau. Thấy Mai Anh phản đối quyết liệt như vậy nên bà Mai cũng bị chột dạ. Tuy nhiên, bà vẫn không từ bỏ ý định là làm sáng tỏ mối quan hệ của vợ chồng Minh. Trắng đen còn chưa biết như thế nào, nhưng rõ ràng là người phải chịu đựng tổn thương nhất vẫn là Thủy. Đúng là sóng ở đáy sông, bề ngoài thì bà Mai không có biểu hiện gì về Thủy, nhưng lại ngấm ngầm điều tra về quá khứ của cô. Chỉ vì những lời đồn thổi của Ngọc và người nhà của Long một cách vô căn cứ, sóng gió sẽ ập đến vợ chồng nhà Thủy những ngày sắp tới. Chúng ta thực sự lo lắng và cảm thông với Thủy. Qua câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy được những suy nghĩ về lòng dạ con người. Không thể đoán trước được điều gì, nhưng quan trọng hơn cả là sống trên đời, chúng ta phải biết trân trọng về cuộc sống, trân trọng những gì có thật và phải có niềm tin với nhau. Không vì những lời nói lịnh bợ và những giọt nước mắt giả tạo mà đã dao động tâm lòng rồi suy nghĩ oan cho người khác. Vâng, trên đây là những tình tiết mới của tập 22 mà Đại Nghĩa xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Đại Nghĩa xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Đại Nghĩa nhé. Đại Nghĩa xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những tập tiếp theo.